Rất nhiều khán giả hỏi anh Đào là bí quyết để làm thế nào để giữ gìn được làn da trắng sáng và đẹp rạng ngời. Anh Đào cũng bật mí bí mật với các bạn là anh Đào tin dùng bộ mỹ phẩm dưỡng da ngày và đêm của Cavado, thương hiệu mỹ phẩm số 1 của Mỹ dành cho người Việt Nam.